quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, làm trang trại, nuôi gà, lấy trứng, mỗi năm cho thu lãi hàng tỷ đồng. Quý vị có muốn tìm hiểu cụ thể hơn về mô hình này không ạ? Vậy thì hãy theo dõi mục khởi nghiệp của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Mười tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại và dịch vụ là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 53.000 tỷ đồng, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tháng 10 phát triển ấn tượng đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 496% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước trên 47.588 tỷ đồng, vượt 143,73% kế hoạch năm. Hoạt động đầu tư có nhiều khởi sắc, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương tăng khá, ước đạt trên 4.700 tỷ đồng, tăng 40,89% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có 504 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, trong đó 12 dự án đăng ký mới. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo về triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, yêu cầu xử lý nhanh, dứt điểm các khó khăn vướng mắc để đảm bảo sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao các dự án, bao gồm xử lý các bãi rác trong một số dự án công nghiệp, di rời trạm bơm Quang Trung 1 và hệ thống đường ống cống tiêu thoát nước thuộc dự án khu công nghiệp Sạch, hoàn trả công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Ân Thi và huyện Kim Động liên quan đến dự án khu công nghiệp số 5, xử lý các vấn đề liên quan đến dự án khu công nghiệp số 3, dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng, khu công nghiệp Yên Mỹ, dự án đường Tân Phúc, Võng Phan, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông tỉnh, triển khai cắm mốc tuyến đường. Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh để xử lý các vi phạm liên tuyến, xác định rõ trách nhiệm của các sở ngành, tập thể và cá nhân để tình trạng diễn biến phức tạp kéo dài hoặc phát sinh các điểm nóng, xử lý nghiêm việc bao che, tiếp tay, bảo kê. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên mới ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2023, mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên. Các nội dung chính là tổ chức phiên chợ vải Hưng Yên năm 2023, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2023, lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2023, tuần lễ nhãn lồng nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2023 tại Hà Nội, Quảng Ninh, phiên chợ cam Hưng Yên năm 2023, tuần lễ cam và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2023 tại Hà Nội, phối hợp quảng bá nông sản Hưng Yên tại các sự kiện xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91 thay đổi tỷ lệ và thời gian tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, theo quy định cũ tại Nghị định 126, đến ngày 30 tháng 10, doanh nghiệp đã phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý không thấp hơn 75% theo quyết toán năm. Nếu nộp thiếu sẽ phải tính tiền chậm nộp. Nhưng tại Nghị định 91 đã cho phép doanh nghiệp đến 30 tháng 1 năm sau mới phải tạm nộp 80% tiền thuế của 4 quý. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có thêm 3 tháng để cân đối dòng tiền, phục vụ việc sản xuất kinh doanh trước khi đóng thuế. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phân giao sản lượng nhập khẩu phục vụ nhu cầu thị trường 3 tháng cuối năm. Bộ phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu mét khối cho các doanh nghiệp đầu mối, bao gồm hơn 2,2 triệu mét khối xăng, hơn 3,1 triệu mét khối dầu diesel, hơn 8.200 mét khối dầu hỏa và hơn 110.000 tấn dầu mazut. Hết quý 3, các doanh nghiệp đã thực hiện được 83% kế hoạch tổng nguồn tối thiểu năm. Bộ yêu cầu các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức nhập khẩu, pha chế, mua từ nguồn sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn cung trong quý 4 không thấp hơn sản lượng được phân giao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2022 tăng 0,15% so với tháng trước, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,17% do giá phụ kiện điện thoại thông minh giảm. So với tháng 12 năm 2021, CPI tháng 10 tăng 4,16%, tính trung bình quân 10 tháng năm 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 1 tháng 11, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga thông báo điều chỉnh tăng giá sau 6 lần giảm liên tiếp. Cụ thể, giá ga Petrolimex bán lẻ là 427.700 đồng trên bình dân dụng 12kg, 1.710.800 đồng trên bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 20.400 đồng trên bình 12kg và 81.900 đồng trên bình 48kg đã bao gồm VAT. Nguyên nhân giá ga lần này tăng là do giá ga thế giới tăng cao so với tháng 10 và biến động tỷ giá đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, người nông dân làm ăn kinh tế, mỗi năm cho thu lãi hàng tỷ đồng đã là một điều đáng quý. Nhưng đáng quý hơn nữa khi họ đã góp phần gây dựng, hỗ trợ những người nông dân quê hương phát triển nghề nông trong mô hình hợp tác xã để cho họ được tiếp cận với những cách làm ăn mới, hỗ trợ về con giống, về cây trồng và tạo ra nhiều việc làm tại địa phương. Đó có thể gọi là những người nông dân 2 trong 1. Và trong chương trình Tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến thăm mô hình của một người nông dân 2 trong 1 như thế. Người nông dân đã vừa được tôn vinh là nông dân Việt Nam xuất sắc. Tôi làm trang trại là bắt đầu từ 2018. Bắt đầu chúng tôi xây dựng thì chúng tôi đã nuôi được 2 vạn con. Trang trại của chúng tôi được tỉnh và huyện tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập một khu chăn nuôi xa dân cư. Hiện tại bây giờ chúng tôi có khoảng 24.000 m² và chúng tôi đang nuôi 60.000 con gà đẻ, trứng thương phẩm. Cái đầu ra hiện tại như bây giờ trứng của chúng tôi là thứ nhất là bán cho thị trường ở Bắc Ninh, thứ hai nữa là ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Bình thường mỗi một ngày của chúng tôi này nó độ khoảng tầm ngót ngót 5 vạn. Vâng, và xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đó là người nông dân 2 trong 1 là anh Tuệ tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, người vừa được tôn vinh với danh hiệu đó là người nông dân Việt Nam xuất sắc ạ. Vâng, thưa anh, là tại sao anh lại lựa chọn hướng đi đó là nuôi gà để lấy trứng thương phẩm để bán ạ? Với rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác của nghề nông thì anh lại lựa chọn cái điều đó? Cái thứ nhất là chúng tôi nuôi con gà này, tôi nghĩ là nó sẽ chắc chắn hơn những các con vật nuôi khác, bởi vì chúng tôi nuôi này là sáng cho ăn thì chiều nhặt trứng. Còn các con vật khác thì có thể nuôi trong độ khoảng 3 đến 5 tháng thì mới được thu hoạch. Thì lúc bây giờ thì thời gian giá cả nó không được chủ động. Như chúng tôi thì nuôi con gà là nó thể hiện trên hàng ngày, tức là được và thua. Trong suốt quá trình khi mà mình đã lựa chọn việc nuôi gà lấy trứng thương phẩm để bán như vậy thì chắc hẳn là cũng gặp không ít khó khăn. Anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Khó khăn thứ nhất lên trên này, thực sự ra mà nói nó là một cánh đồng chiêm trũng. Đấy, thì chúng tôi cũng rất là vất vả đầu tư san lấp, chúng tôi bỏ ra khoảng tầm xấp xỉ 20 tỷ. Đấy là lúc đầu tiên. Số tiền đấy thực sự là chúng tôi cũng rất là khó khăn. Vốn của chúng tôi thì cũng chỉ có một phần nào đó, sau đó thì nhờ vào ngân hàng nông nghiệp đấy, họ cũng tạo điều kiện giúp đỡ cú vấp ngã sâu sắc nhất, tức là vào thời điểm năm 2020, đấy là cái dịch Covid. Tuy rằng là chúng tôi sản xuất ra được những quả trứng rất là tốt, nhưng mà cái vấn đề mà để đi lại vận chuyển tiêu thụ, đấy là cái vấn đề khó khăn nhất. Có thời điểm khó khăn nhất là tôi đã phải nhờ đến giải cứu của hội nông dân của huyện và của tỉnh giải cứu cho tôi, là thứ nhất là quả trứng, thứ hai nữa là con gà. Thiệt hại lúc bấy giờ thì tôi mất được khoảng 2 tỷ, ngót ngót 2 tỷ. Và cái dấu mốc đánh dấu là mình đã thực sự là cảm nhận được cái sự thành công với mô hình nuôi gà lấy trứng thương phẩm của anh là khi nào ạ? Và anh có thể tiết lộ cái con số khi đó mà mình thu lãi được ạ? Dấu mốc của chúng tôi thì tháng 4 của năm 2021. Bắt đầu lúc bấy giờ chúng tôi là có thu nhập lớn nhất đến bây giờ. Vâng, cái con số là bao nhiêu ạ? Con số thì lúc bấy giờ thì cứ bình thường là tháng chúng tôi được khoảng từ 800 đến 900 triệu. 900 triệu ạ? Một tháng. Có thể nói rằng anh đã khá là thành công với cả mô hình này rồi. Nhưng mà tại sao anh đã không quyết định là đi một mình mà lại đứng lên để thành lập mô hình đó là hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia ạ? Tôi quyết định thành lập hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia này là cái thứ nhất là về cái quy mô, cái thứ hai nữa là tất cả những các gì chúng tôi đã thành lập nên hợp tác xã thì được ưu ái từ mọi đơn vị, ví dụ chẳng hạn như là của huyện, của tỉnh là được ưu ái rất nhiều cái, chẳng hạn là đường đi nối lại, họ cũng là hỗ trợ cái vấn đề tiền đường, tiền văn phòng, tất cả những các gì đấy. Đấy là cái thuận lợi. Cái thứ hai nữa là về các công ty lấy cám thì hoặc lấy thuốc thì tất cả những cái đó thì mình rất là thuận lợi, tức là hợp đồng với tất cả các công ty và các công ty thuốc nữa thì nói chung là họ rất là tin tưởng. Cái thứ nhất là được ưu ái, bởi vì cái số lượng của chúng tôi đã thành lập nên hợp tác xã thì thuận lợi hơn, cái số lượng nó nhiều hơn, ưu đãi về cái giá cả tốt hơn. Hội nông dân của huyện, của tỉnh tức là giúp đỡ chúng tôi là cái thứ nhất là giải cứu và tiêu thụ nông sản. Ví dụ như chẳng hạn như vừa cái năm 2020 là giải cứu cho tôi là có quả trứng hoặc con gà. Đấy.
Số lượng lúc bấy giờ của tôi là 12.000 con gà. Và trứng thì chắc phải mấy chục vạn. Dự tính nếu như mà không có hội nông dân của huyện, của tỉnh thì chúng tôi thiệt hại độ khoảng tầm ngót 2 tỷ. Và khi đứng trong mô hình hợp tác xã chăn nuôi rồi thì anh cảm nhận là có những cái sự thuận lợi hơn như thế nào ạ? Thuận lợi là cái thứ nhất là có thể là cách mua bán hợp đồng trong với các cái công ty đó thì nó được cái sự ưu ái. Cái thứ hai nữa là cái hàng hóa mà sau này chúng tôi mà có phát triển chúng tôi bán đi thì ví dụ chẳng hạn giữa các hộ nông dân và chúng tôi đấy là có giúp đỡ nhau trong cái lúc khó khăn nhất, chẳng hạn như mà lúc ế và bên nọ không bán được thì chúng tôi sẽ bán lại. Đối với các thành viên ở trong hợp tác xã không bao giờ phải, tức là không phải suy nghĩ đến cái vấn đề lo lắng đến cái dịch bệnh hoặc là các cái bệnh tật khác, bởi vì đã cái thứ nhất tôi đến từng trại từng hộ để chăm sóc, chia sẻ cách chăm sóc và làm như thế nào chúng tôi sẽ chia sẻ. Thứ hai nữa là nhờ vào các anh em của các đơn vị của các công ty thuốc đấy, hoặc công ty cám là thành phần kỹ thuật, họ trên danh nghĩa của hợp tác xã thì chúng tôi có mời về thì họ giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi có thể là từ 1 tuần đến 10 ngày trong cái lúc mà thời gian mà chăm sóc những con gà khó khăn nhất. Anh có thể tiết lộ về con số thu nhập của những cái thành viên khác trong hợp tác xã của anh là như thế nào? Trong hợp tác xã của chúng tôi, các hộ kia thì bình thường cũng khoảng tầm 200 hoặc cho đến 300. Một người. Một năm ạ? Một tháng. Ví dụ chẳng hạn như bên chỗ chú em đây của tôi, thường thường là lúc bấy giờ tầm 250 đến 300 một tháng. Bởi vì anh em chúng tôi thành lập hợp tác xã chăn nuôi thì nó cũng rất nhiều thuận lợi. Bao tiêu cái sản phẩm ra thì nó được ưu ái hơn, nhiều các hợp đồng thì nó người ta chú ý hơn, rất là nhận được nhiều hợp đồng. Sản phẩm thì của mình thì đến đâu thì nó tiêu thụ hết đến đấy, còn không đủ cung cấp cho thị trường. Anh em chúng tôi cũng rất là cần vốn để làm, muốn mở rộng thêm quy mô rộng lớn hơn. Cái mô hình của hợp tác xã Nguyễn Gia là một trong những mô hình điểm của huyện Ninh Động và huyện hội nông dân huyện đánh giá rất là cao. Ở hội nông dân huyện thì chủ yếu là kết nối cho một số các cái công ty trên địa bàn huyện Ninh Động để tìm đầu ra cho quả trứng của hợp tác xã Nguyễn Gia. Ngoài ra hỗ trợ cho vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Hưng Yên. Cái định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là như thế nào ạ? Cái hướng phát triển trong tương lai của chúng tôi là cái thứ nhất là nó sẽ có quy mô, nó sẽ hiện đại hơn. Nuôi con gà thì nó là băng chuyền, nuôi toàn bộ trên hệ thống nó băng chuyền, tức là lấy trứng và thu phân và cho ăn toàn bộ băng chuyền. Và tới đây thì chúng tôi mong muốn là chúng tôi có đến 100.000 con gà. Chúng tôi đang làm cái phân vi sinh, chắc chắn là tôi làm cái này thì nó sẽ không còn cái gây đến cái ô nhiễm môi trường nữa, tuyệt đối chắc là không còn nữa. 3-4 hộ nữa cũng đang rất là mong muốn là tham gia vào cái hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất là sẵn sàng và giúp đỡ các thành viên đó. Thưa quý vị và các bạn, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Có lẽ câu chuyện về mô hình trang trại của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia cũng đã phần nào minh chứng cho điều đó. Kinh tế tập thể mà một thành phần vô cùng quan trọng đó chính là kinh tế hợp tác xã, là thành phần kinh tế quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm phát triển. Những mô hình như của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia là điều vô cùng đáng quý và rất cần được nhân rộng. Rất là cảm ơn anh Tuệ đã dành thời gian trao đổi với tạp chí Kinh tế Phố Hiến ngày hôm nay ạ. Anh xin chân thành cảm ơn em. Dạ vâng. Vâng, câu chuyện của anh Tuệ cũng như là hợp tác xã Nguyễn Gia cũng đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp công ty cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm Đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.